Kính thưa cha, con là Phêrô Vũ Thiên Hưng, con ở xứ Vàng, giáo phận Thanh Hóa. Con là 80 tuổi ạ. Thưa cha, con được rất nhiều ơn, kể cả năm cũng không hết, nhưng mà con chỉ xin kể năm ơn thôi. Một cái ơn thôi, một ơn mới nhất thôi. Một ơn mới nhất thôi vì không còn giờ nữa. Và vì một cái ơn trọng nhất là ơn con có một thằng cháu ngoại, thằng cháu nội, nó bị viêm não, mà rồi đi bệnh viện như thế là không chữa được. Mà con nhắn tin cho cha, rồi sau con cho uống cái nước cha làm phép, thì từ sáng thứ sáu mà cho đến sáng thứ hai thì cháu không còn bệnh tật gì, thì các bác sĩ cho về. Cái thứ hai nữa là thưa cha là vợ chồng chúng con đó là Chúa ban cho là kết hôn với nhau là 56 năm và được 8 đứa con, nhưng vợ chồng chưa hề biết nói nặng với nhau cái điều gì cả. Và 56 năm đập ngày cưới. Và bà đang ngồi đây. Là bà đâu bà? Đây bà, Chúa tôi, Giêsu. Đây là một cái ơn lớn, vô cùng lớn mà bao nhiêu gia đình mong ước như vậy. Người ta mới yêu nhau, cưới nhau buổi sáng, buổi chiều đã xa nhau rồi. Còn đây là 56 năm. Cầm tay nha. Rồi. Rồi lúc bà có nhớ lúc bà cầm tay ông bà nói sao không? Dạ vâng, thưa cha nhớ đó, con nhớ. Thưa cha là con bảo là em nhận anh làm chồng khi ốm đau cũng như hoạn nạn thì con sẽ yêu thương anh suốt đời. Đây tặng cho ông bà chúc mừng 56 năm ngày cưới của anh chị nhé. Bà bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, năm nay con 76. Dạ con 80. 80. Vâng, đây tặng cho hai ông bà cái máy 307 giảng nha. Hả? Dạ. Ơn nữa là năm 15 á. Rồi thôi được rồi, hai bà sống với nhau vậy là sướng lắm rồi. Chúng chị ra để cho hai bà ngồi một chỗ với nhau. Con quên. Để hai bà dắt tay nhau về ngồi chung ghế. Đó hai bà ngồi về ghế với nhau. Đấy, Chúa tôi tình tứ thế đẹp, đẹp lão thế.